Kính thưa cộng đoàn, bài thương khó trích từ tin mừng Thánh Luca vừa kết thúc với một câu tuyên xưng đức tin, và câu tuyên xưng đức tin ấy lại là một câu tuyên xưng đức tin từ miệng của một người ngoại giáo, là một vị quan đại đội trưởng Roma. Chúng ta thấy ở đây có một điều lạ lùng. Khi Chúa Giêsu còn hấp hối trên thánh giá thì người Do Thái nhạo báng Chúa, khích bác Chúa và thách thức Chúa. Nhưng khi người vừa tắt thở thì vị quan đại đội trưởng là người làm việc thay cho đế quốc La Mã đã tuyên bố rằng quả thật ông này là người công chính. 2000 năm nay, những ai tin vào Chúa Giêsu vẫn nhận ra một con người chịu treo trên thập giá là đấng công chính. 2000 năm nay, có biết bao nhiêu dòng người đến với cây thập giá với đức tin và lòng phó thác, họ nhận được ơn an ủi, sự bình an và sự đỡ nâng. 2000 năm nay, có biết bao nhiêu người đến với thập giá của Chúa Giêsu để cầu nguyện với đấng chịu treo trên đó và họ được ơn chữa lành. Chính giáo hội tôn vinh đấng chịu đóng đinh, đấng trần trụi trên cây thập giá, đấng như bị hạ thấp xuống, hổ nhục, hèn hạ nhất trong nhân loại, mà những người tin vào Chúa Kitô lại tôn vinh như đấng cứu độ và là nguyên lý của sự bình an. Thưa anh chị em thân mến, chúng ta hãy bước vào tuần thánh với tâm tình của giáo hội. Không phải chỉ là những ồn ào bên ngoài, nhưng mà với trầm lắng suy tư để nhận ra nơi Đức Giêsu chịu đóng đinh là nguồn ơn cứu độ nhân loại, là trường dạy cho chúng ta về sự khiêm nhường, là bài học cho chúng ta về đức yêu thương và là mẫu mực cho chúng ta về lòng tha thứ. Vâng, quả vậy, trên cây thập giá Chúa Giêsu đã thể hiện tình thương của Thiên Chúa, người đã hy sinh đến cùng như lời Phúc âm Thánh Gioan đã khẳng định. Trên cây thập giá, Đức Giêsu đã làm mẫu cho chúng ta về sự tha thứ khi người cầu nguyện với Đức Chúa Cha để xin Chúa Cha tha tội cho những người hành hình Chúa và xin tha tội cho những người giết Chúa. Trên cây thập giá, Chúa Giêsu đã dang rộng vòng tay để ôm lấy toàn thể nhân loại, để rồi tất cả những ai sinh ra trên trái đất này không bị bỏ rơi, mặc dù họ bệnh hoạn, mặc dù nghèo khó, mặc dù đau khổ, mặc dù rốt nát, thì họ cũng vẫn là con Thiên Chúa được Ngài yêu thương. Chúa Giêsu đã khẳng định điều ấy khi người chịu treo trên thập giá. Thông thường ở đời này, người ta đi theo một người được tôn vinh, một người chiến thắng, một người thành đạt, một người giàu sang, một người giàu có. Nhưng mà chúng ta là những người tin vào Đức Giêsu Kitô, chúng ta lại đi theo một đấng chịu treo trên thập giá, trở thành hèn mọn nhất trong tất cả những người hèn mọn. Đó là bí quyết của đức tin. Đó là nền tảng của tình yêu thương, và đó là triết lý của sự sống, kính thưa cộng đoàn. Chính vì thế chúng ta tham dự các lễ nghi tuần thánh này với điều mà giáo hội mong muốn, tức là chúng ta kín múc được từ nơi thập giá Đức Giêsu bài học yêu thương, để rồi chúng ta thi hành tình yêu thương đối với những người xung quanh. Các bạn trẻ thân mến, hôm nay chúng con quy tụ nơi đây đại diện cho tất cả các bạn trẻ của Tổng Giáo phận Hà Nội. Chúng con về đây tham dự thánh lễ và tham dự ngày tĩnh tâm. Chúng con về đây để cùng nhau suy tư và tìm ra câu trả lời Đức Kitô là ai. Đó là câu hỏi không ngừng được đặt ra giữa các bạn bè đồng nghiệp, giữa những người chung một công sở, giữa người đang sống cùng một gia đình, giữa những người đang cùng sống một phố xóm, một thôn làng. Người ta đang hỏi chúng ta Đức Kitô là ai.
Và mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm trả lời. Bởi vì Đức Kitô là ai? Câu trả lời ấy sẽ là cốt lõi cho đức tin của chúng ta. Câu trả lời ấy sẽ chứng minh sự tồn tại của đời sống đức tin nơi người tín hữu Công giáo. Đức Thánh Cha Francisco mới đây, hôm 8 tháng 4, mới công bố một tông huấn dành cho các bạn trẻ là kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm ngoái, năm 2018. Tông huấn ấy có tựa đề Đức Kitô đang sống. Ngài muốn khẳng định với giới trẻ khắp thế giới rằng chúng ta tin vào Đức Giêsu, người không phải là một nhân vật của huyền thoại, không phải là một nhân vật đã lùi vào dĩ vãng xa xưa, nhưng mà là một đấng đang sống giữa chúng ta. Mỗi chúng ta hãy nhận ra người đang đồng hành với chúng ta và luôn luôn đang động viên, khích lệ chúng ta trong cuộc sống hàng ngày giữa những gian nan, khốn khó và vui buồn của cuộc sống. Mỗi bạn trẻ Công giáo, nếu ý thức được Đức Kitô đang sống trong cuộc đời mình thì sẽ gặp gỡ Chúa, sẽ được Chúa tác động và đồng thời được lời giáo huấn của Chúa khích lệ, để rồi cuộc đời của chúng ta được tỏa lan ánh sáng, gương mặt dịu hiền của Chúa thông qua việc chúng ta chuyên tâm thực hiện giáo huấn của Người. Trong tuần tông huấn này, Đức Thánh Cha cũng khẳng định với những bạn trẻ rằng: các bạn trẻ thân mến, người ta thường nói các con là tương lai của giáo hội và tương lai của xã hội. Cha cũng đồng ý như thế, nhưng mà cha cũng muốn khẳng định rằng các con cũng là hiện tại của giáo hội. Bởi vì nếu không có tương lai, sẽ không có tương lai nếu không có hiện tại. Nếu chúng con là chủ nhân tương lai của xã hội, chủ nhân tương lai của giáo hội, thì ngày hôm nay chúng con phải được đào tạo, chúng con phải được huấn luyện, chúng con phải được chuẩn bị sẵn sàng để có thể đối phó với những bão tố của thời gian và để có thể khẳng định với những con người đương thời của mình về đức tin, về lý tưởng cuộc đời mình và về Đức Giêsu, đấng mà chúng ta chọn lựa. Chúng con là hiện tại của giáo hội nghĩa là thế nào? Có nghĩa là chúng con không thể dửng dưng giữa một cộng đoàn đức tin. Chúng con không dửng dưng trước những vui buồn của giáo hội. Và chúng con không thể dửng dưng trước những đau khổ, những khó khăn phức tạp chông gai mà giáo hội đang gặp phải. Chúng con phải hòa mình vào cộng đoàn giáo hội địa phương để cảm thương, để cảm thông với giáo hội, để cầu nguyện với giáo hội, để góp phần mình xây dựng giáo hội, để làm cho bộ mặt của giáo hội luôn luôn tươi trẻ và thể hiện được sức mạnh của Đức Giêsu. Đức Thánh Cha cũng khẳng định với chúng ta, Đức Giêsu là một người trẻ trung. Đức Giêsu luôn luôn tươi trẻ và giáo hội của Chúa cũng luôn luôn tươi trẻ. Chúng con thân mến, ước chi hôm nay qua ngày hội ngộ này, chúng con thêm yêu mến giáo hội hơn. Chúng con thêm xác tín hơn Đức Kitô là ai trong cuộc đời mình, để nhờ đó chúng con mới có thể giới thiệu Chúa cho bạn bè, cho những người đồng nghiệp, cho những người đang sống cùng một gia đình, trong những người đang sống cùng khu phố, làng xóm của chúng con. Theo con số danh sách ghi danh tham dự Đại hội Giới Trẻ Tổng Giáo phận Hà Nội hôm nay, có gần 6.000 bạn trẻ tham dự, chúng con đang hiện diện nơi đây. Ước chi gần 6.000 bạn trẻ này là những người trở về với mọi nẻo đường của cuộc sống để khẳng định với mọi người rằng tôi đã biết Đức Kitô là ai. Ước chi chúng con có thể mạnh mẽ hơn nữa để nói với những người thời nay rằng tôi đã gặp gỡ Đức Kitô trong đời. Gặp gỡ Đức Kitô qua lời cầu nguyện, gặp gỡ Đức Kitô qua việc viếng thánh thể, gặp gỡ Đức Kitô qua việc chia sẻ lời Chúa và gặp gỡ Đức Kitô qua việc thi hành những công việc bác ái. Chúng ta gặp gỡ Đức Kitô như vậy để rồi cuộc đời của chúng ta được biến đổi. Chúng ta gặp gỡ Đức Kitô là đấng đã tỏ mình vinh quang sáng láng trên núi Tabor, nhưng mà cũng là đấng chịu treo trên thập giá. Đức Kitô là đấng chủ chiên nhân lành, nhưng cũng là bánh hằng sống, hy sinh trở nên của ăn của uống cho toàn thể nhân loại. Kính thưa cộng đoàn,
Hôm nay chúng ta tổ chức Đại hội Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Hà Nội tại một nơi rất có ý nghĩa, đó là Trung tâm Hành Hương để tôn kính Thánh Phêrô Lê Tùy, Linh Mục Tử Đạo. Chúng ta nạ cầu xin với Thánh Tử Đạo. Chúng ta cầu xin với Chúa, với Đức Mẹ, với Thánh Giuse để ban cho các bạn trẻ Tổng Giáo Phận Hà Nội của chúng ta thực sự càng ngày càng tiến sâu hơn trong mối kết hợp thân tình với Đức Giêsu. Và như thế, họ được gặp gỡ Chúa để rồi họ có thể trả lời cho những người đương thời xung quanh hôm nay: Đức Kitô là ai? Là đấng cứu độ trần gian, là đấng đang sống giữa chúng ta. Amen.